còn chưa xoay cái cổ chân vậy mà đụng một cái rắc gãy bà nó cái chân à. Kể từ lúc này ta không nên là người duy nhất nắm giữ bí kíp phải chế thần dược nữa. Ta sẽ phải tìm một đệ tử nối nghiệp để truyền lại bí kíp này. Hả? Thảm họa rồi, Obelix. Chỉ có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu quyền năng của bí kíp lọt vào tay người khác. Panoramis. Các ngài đã có danh sách ứng viên phù thủy trẻ sáng giá người Gô La chưa? Tôi thấy có mấy là phiêu bèo lắm. Nghĩa là sao? Nghĩa là từ mấy đứa bánh bèo. Chả làm như ai cũng bèo như chả. Bèo với con cá kèo. Mì gói còn nấu không xong mà nấu thần vừa cái gì? Nghe đồn là ở trong cái đống này cũng được vài đứa có tuyệt kỹ à. Tuyệt kỹ của tôi là hít dao đại pháp. Hết cái quá mạng. Dạ ký là nhân vật đang hot nhất hiện nay đó nghe. Thiết kế cho thêm miếng gió của anh. Ừ, đức vua, tôi sẽ kịp để bí kíp về cho ngài. Bí kíp của những tên điên sò. Lão pháp sư Sulfuric đó là ai ta? Đêm nay là tận số của ngôi làng với những gã đần độn. Tận số của Asteri. Tôi trộn thêm thứ này vào. Đồ không đó. Ba cái đồ quỷ này con nít 3 tuổi còn làm được. Tiếng lên chợ khô máu luôn. Con nhào vô, con e hơn anh. Đó. Tôi nhớ không làm lần trước anh dưỡng thương cả tháng đó. Bất chù ẻo đi. Nếu đếm đến 10 mà không có nổ, nghĩa là tốt, anh mày đã thành công. Tôi Trời ơi, lần này là nằm cả năm luôn. Asteris, bí kíp luyện thần dược. Anh vậy mà sợ mấy cái thằng mập lù đó hả? Tôi chuyên gia trị mấy cái thằng mập đó nghe. Không tin hả, tôi thử cho coi nè. À, nhưng thật ra mập có nhiều loại mập. Cái này là mập địch, kèo này không thơm.